Phật tử đại bồ tát có 10 thứ thành tựu Phật pháp, những gì là 10 đó là chẳng lìa thiện tri thức thành tựu Phật pháp, tin sâu lời Phật Thành tựu Phật pháp, chẳng phỉ báng chánh pháp, thành tựu Phật pháp, dùng vô lượng vô tận căn lành hồi hướng thành tựu Phật pháp, tin hiểu cảnh giới Như Lai không bỏ mé, thành tựu Phật pháp, biết cảnh giới của tất cả thế giới thành tựu Phật pháp, chẳng bỏ cảnh giới của pháp giới thành tựu Phật pháp, xa lìa cảnh giới các ma, thành tựu Phật pháp, tránh niệm cảnh giới của tất cả chư Phật thành tựu Phật pháp, thích cầu cảnh giới thập lực của Như Lai thành tựu Phật pháp, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ thành tựu được đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thối thất Phật Pháp nên phải xa lìa. Những gì là 10? Đó là khinh mạng thiện tri thức, thối thất Phật Pháp, sợ khổ sinh tử, thối thất Phật Pháp, chán tu Bồ Tát hạnh, thối thất Phật Pháp, chẳng thích trụ thế gian, thối thất Phật Pháp, đóng trước tam muội, thối thất Phật Pháp, chấp lấy căn lành, thối thất Phật Pháp, phỉ báng chánh Pháp, thối thất Phật Pháp. Dứt Bồ Tát hạnh, thối thất phật pháp thích đạo nhị thừa thối thất phật pháp hiềm hận các bồ tát thối thất phật pháp đó là mười nếu các bồ tát xa lìa pháp này thì sẽ nhập vào đạo lìa sanh tử của bồ tát Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ đạo lìa xanh, những gì là 10? Đó là thứ nhất sinh ra bát nhã ba la mật mà luôn quán sát tất cả chúng sinh. Thứ hai xa lìa các kiến mà độ thoát tất cả chúng sinh kiến ràng buộc. Thứ ba chẳng niệm tất cả tướng mà chẳng bỏ tất cả chúng sinh chấp tướng. Thứ tư vượt qua ba cõi mà thường ở tại tất cả thế giới. Thứ năm vĩnh lìa phiền não mà cùng ở với tất cả chúng sinh Thứ sáu, được pháp địa dục Mà thường dùng đại bi thương xót tất cả chúng sinh chấp trước dục Thứ bảy, thường thích tịch tĩnh Mà luôn thị hiện tất cả quyến thuộc thứ tám đìa sinh thế gian mà chết đây sinh kia khỏi bồ tát hạnh thứ chín chẳng nhiễm tất cả pháp thế gian mà chẳng dứt tất cả việc làm của thế gian thứ mười chư phật bồ đề đã hiện ra ở trước mắt mà chẳng bỏ tất cả hạnh nguyện của bồ tát đó là mười phật tử đó là 10 thứ đạo lìa xanh của Bồ Tát, lìa khỏi thế gian chẳng cùng với đời, mà cũng chẳng tạp với hạnh nhị thừa. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ đắc được Pháp quyết định của Bồ Tát.